Lady. Xin chào các bạn, mình là Duy Thới. Duy sexy. Suốt ngày mặc áo hở hứa. Hello 500 anh em à, và hôm trước mình đã quay clip về giới thiệu về bọn rác thì khá nhiều mọi người hỏi xem là mình làm cái chuồng này như thế nào các thứ. Thì hôm nay thì mình sẽ tiện thể mình làm thêm cái nắp chuồng để cho một con mấy con rác nó mới mở mắt nữa để tách mẹ ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nắp chuồng và thế nào cho hiệu quả. Và bây giờ bắt đầu vào clip nha. Rồi để làm cái chuồng cho rác mà theo kiểu của mình mà gọi là gọn nhẹ đơn giản nhất thì các bạn cần chuẩn bị những thứ như sau. Đầu tiên là lưới này. Lưới thép này các bạn có thể mua ở các hàng bán đồ kéo gì những cái đồ linh tinh. Người ta đã bán, người ta cuộn lưới thép ở bên ngoài rất là nhiều. Cái này rẻ hơn, cái này có mấy chục nghìn một mét thôi mà, như 30 một mét hay là bao nhiêu ấy mình chả nhớ, cực kỳ rẻ. Nói chung là tùy theo cái loại thức ăn của bạn cho nó ăn gì mà bạn đã lựa chọn cái loại lưới to hay bé. Theo mình thì loại lưới này là vừa này so với hầu hết các loại hạt. Nếu mà bạn dùng cái hạt to ấy thì các bạn có thể dùng cái lưới to hơn để có thể nhét được cái bình uống nước và cho chuột nó gọi là hoạt động để lấy hạt dễ hơn. Cái này thì hơi khó khăn hơn một tí nhưng mà cái này thì sẽ đỡ bị hạt rơi xuống. Đó, đây là lưới đầu tiên này, lưới này. Rồi, cái tiếp theo là kéo cắt sắt này để cắt lưới cho dễ. Nếu mà các bạn dùng kéo bình thường kia thì nó dễ bị hỏng kéo lắm. Cho nên là cái quan trọng nữa là cái kéo cắt sắt này nha. Không mới là cắt để đau tay lắm. Cái tiếp theo ấy các bạn cần chuẩn bị là găng tay này. Vì cái lưới này nó khá là sắc. Nếu mà các bạn dùng tay không ấy thì nó dễ bị chọc vào tay và chảy máu. Thế nên là chuẩn bị thêm cái găng tay lao động nữa. Rồi cái tiếp theo ấy, đây như các bạn đã nhìn thấy cái lưới như thế này thì cái tiếp theo là cái khung để làm nắp. Đây mình đã mua sẵn đủ rất là nhiều. Đấy, ở đây mình đã mua sẵn rất là nhiều cái người ta cắt sẵn như này cho mình. Các bạn nha, ví dụ các bạn có cái hộp. Đây hộp như này. Để mình đo nhé. Cái quan trọng nhất ấy. Đây nhá. Cái quan trọng nhất các bạn cần là cái hộp nuôi. Tùy theo nơi khu vực các bạn sinh sống và ví tiền các bạn như thế nào. Nhưng cái hộp này rất khá là rẻ. Nhưng mà mình là mình mua của công ty và nó ship một lúc 20 hộp đối cho mình luôn. Hộp này khoảng tầm 55.000 hay 50 mấy nghìn một cái hộp này ấy. Nên là rất là rẻ. Đó. Hộp này có kích thước như nào nhỉ? Để xem nào. Cao tầm 18 này. Đó, cao tầm 20 hoặc là 25 gì đấy. Nên như vậy để cho chuột nó có thể đứng thẳng lên và nó không bị cúi thấp người quá. Nếu mà các hộp các bạn mà chiều cao nó thấp quá thì chuột nó không đủ diện tích để nó hoạt động thoải mái. Và chiều rộng của cái này, chiều dài cái này là 46. Chiều ngang là 33. Thì một cái hộp như thế này sẽ gọi là vừa đủ để cho để nuôi một đực và hai con cái trong cùng một cái chuồng này là vừa đủ ấy nha. Ví dụ các bạn mà có diện tích hay là có điều kiện hơn thì có thể mua cái hộp to hơn, càng to càng tốt. Đó, như vậy càng to càng tốt nha. Đó, các bạn đo xong diện tích của cái hộp này, chiều dài chiều rộng này thì các bạn đi đặt cái thép V này. Mình đi mua cái thép V này ở bên đường La Thành ở Hà Nội ấy. Cái thép V này nó người ta bán có mười mấy 20.000 một mét thôi. Và tổng của cái sắt cần dùng cho cái hộp này ấy,
thì nó chỉ khoảng tầm hơn 1 mét, có nghĩa là cái sắt để mua sắt cho một cái hộp này nó chỉ mất khoảng tầm hơn tầm 20.000 thế thôi. Hộp thì khoảng tầm 50 mấy nghìn, là vị trí là 70 mấy nghìn thôi. Lưới thì cũng 30 một mét, thì mà mua cắt cho một cái hộp này thì chỉ cần dùng một tí thì mất tầm 10 mấy nghìn và cùng. Nói chung là chưa đến 100.000 một cái hộp này để nuôi. Đấy, các bạn nhớ đo kích thước cho chính xác để mà làm cái hộp cho nó chuẩn nhá. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm cái nắp lưới nhá. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm à. Cái này hôm trước sơn tính bếp sơn à. Găng tay tâm sự tâm về áo. Rồi, đầu tiên các bạn việc cần làm là đo là cái này nhá. Đây là 46 này. Thì theo như mình làm ấy thì mình sẽ làm lõm xuống một tí. Tức là các bạn sẽ là làm dư khoảng tầm 10 15 phân gì đấy nhá. 10 phân đi. Là 56 này. 56 nhá. Cắt thép 56 này. 33 này. Sắt gì? Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái kéo này cắt sắt thì cực kỳ sướng luôn. Cắt phát là ngọt phát đấy. Anh nhớ ngày trước ở trên kia cắt không? Ngày trước dùng cái kéo kia cắt là vừa hỏng kéo lại còn đau tay. Cắt mãi không được. Sưng hết cả tay. Cái này cắt phát được luôn. Đấy, các bạn nên đeo găng tay nhé, bởi vì lúc cắt sắt này thì cái sắt nó sẽ chọc vào tay ấy. Nó khá là đau. Nên là các bạn nên đeo găng tay vào. Chọc vào chảy máu luôn đấy. Cắt này thì gặp cực kỳ. Rồi, đây là cắt được 1 chiều 46 rồi. Còn chiều kia là 33 này. 33 nha. Rồi, sau khi cắt xong ấy thì công việc tiếp theo các bạn nên làm là lắp cái này vào. Khi các bạn mua thép V này thì người ta sẽ bán cho bạn thêm một ít ốc vít như thế này. Ốc vít như thế này. Đó. Chắc không nhìn rõ cái ốc vít. Không cần nhìn rõ đâu. Bởi vì khi mua thép V thì nó sẽ có sẵn đây rồi. Thế là không phải lo. Rồi, các bạn xếp vào như này nào. Xếp đồ hàng, xếp hình. Nhưng mà mua cái thép V này để xếp vào thì nó cũng như là chơi Lego vậy. Mình thì mình khá thích do it yourself, như này là mình khá là nhiều đồ linh tinh và mấy cái bẻ linh tinh và hộp hết các kiểu nuôi đều là mình tự làm hết. Mình vẽ nhân thôi. Bé hơn đúng không? Em thấy bên tao bên bé. Bé hơn. Rồi anh để nhầm chiều ốp. Đấy. Để như này thì cái lúc mà sau ốp cái lưới vào thì nó không bị kênh vênh cái lưới lên. Vì là chiều ốp lưới của mình là chiều bên trong này, chứ không phải là chiều bên ngoài. Bạn lại bây giờ mình chưa cố định lại, như là chưa vặn chặt lại. Bắt đầu cố định cái lưới nào, mình bắt đầu vặn chặt lại. Các bạn nhớ ra hàng đặt người ta cắt thì cắt theo kích thước chuẩn nhé. Bên La Thành cực kỳ nhiều hàng bán thép vê lỗ này. Và các bạn có thể nhìn thấy là các cái kệ giá của mình đều mua vê lỗ về mình tự đóng hết. Rất thích chơi đồ hàng. Đó, đây rồi. Và tiếp theo này chúng ta sẽ gắn cái lưới này lên nhá. Và các bạn đo này, đầu tiên ấy, cái mảng đầu tiên thì sẽ là khoảng tầm cái
mình sẽ để một cái khoảng sâu bằng 10 cm này, to 10 cm này, hoặc là tùy theo chiều dài của cái hộp của các bạn có thể ươm ướm căn sao cho nó vừa mắt là được. Đây là mình đang làm cái lõm xuống này. Cái lõm mình sẽ làm ví dụ cái bể cái chuồng chuột này nó cao khoảng tầm 20 cm thì mình sẽ để lõm xuống đây, mỗi chiều là 10 cm rồi đấy, thì lõm xuống khoảng tầm mấy cm rồi đấy, sẽ vừa là chiều cao của chuột, vì con chuột đấy nó đứng lên nó cũng cao lắm nên các bạn không cần phải lo là nó không đứng lên để nó ăn được. Ở chiều này mình cũng làm 10 cm nữa này. Đây là áp dụng cho cái bể của mình nhá, là bởi vì là nó cao chỉ có 20 cm thôi nên là mình sẽ làm cái này. Còn ví dụ như các bể của các bạn mà cao khoảng tầm 30 cm chẳng hạn, hoặc là 40 cm thì các bạn nên làm cái nắp mà cái lõm xuống nó sâu hơn một tí, nếu không thì chuột nó không với lên để nó ăn được đâu. Đó, đây là cái lõm này. Để mình sẽ đặt thức ăn vào trong này nhá. Bây giờ mình sẽ ốp cái này vào lưới. Bình thường ấy, nếu mà hạn chắc chắn nhất ấy, thì các bạn để ốp cái này vào cái khung ấy thì các bạn nên hàn. Nhưng mà thực ra mình cũng không cần hàn hết cho lắm, không cần cái phải chắc chắn thế, bởi vì là nuôi chuột thôi mà. Nó không rũ ra được. Cho nên là mình sẽ ốp bằng một cái mình sẽ cố định cái đấy bằng một cái khác. Đây, từ từ là mình bắt ra chặt lại đã. Cố định bằng dây rút nha các bạn nhé, dây thắt nha. Cái này mua thì lại cực kỳ rẻ luôn. Mình kéo như là mua bao nhiêu tiền nữa. Có nghĩa là rẻ đó đắt để nói ấy. Sau một hồi hụt thì mình đã thắt được cố định cái lưới này vào cái khung này, cố định bằng dây thắt này nhá. Trông nó lồi lồi đây này, trông ngu ngu thì các bạn thắt xong thì cái này cố định rất là chặt này và ít khi chuột nó cắn ra. Nếu mà các bạn là có điều kiện mà hàn hẳn luôn cái thép vào cái khung thì tốt hơn. Và nếu mà các bạn không có cái thép này, các bạn có thể ra mua thép V không có lỗ rồi tự hàn vào cũng được, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn là dùng cái này. Đấy, sau khi thắt xong thì mình sẽ dùng cái này, cắt này đi, cắt hết đi để nó không bị vướng và nó không tháo ra nữa. Đối với các bạn nào mà không muốn dùng thép hay gì thì có thể dùng gỗ, sau đó ốp một lưới vào rồi bắn đinh vào cũng được, nhưng mà cái đấy thì gỗ thì nó không nặng bằng cái này và chung là giá thành nó cũng đôi khi cũng sẽ đắt hơn. Là theo như bao nhiêu năm mình nuôi chuột thì mình cảm thấy là cái này là hợp lý nhất. Rẻ tiền đỡ tốn chi phí dễ làm. Ai có thể làm được. Rồi đây là thành phẩm sau khi vừa mới ốp lưới vào, cố định một lưới vào cái khung sắt xong nhá. Như các bạn thấy thì mình khi mình ốp thử vào đây này, nó sẽ bị kênh bởi vì là cái hộp này nó dày thằng này. Và lưới này nó lại ốp vừa kít luôn, cho nên là nó sẽ bị thừa cái đoạn lưới này. Thì các bạn phải cắt bớt đi nha. Đấy, đây cũng là một trong những lý do mà cần có cái kéo cắt sắt này. Và các bạn khi cắt xong thì nó sẽ bị thừa đoạn lưới như thế này này. Nói chung là cái này thì nó rất là sắc và rất là nguy hiểm, cho nên các bạn nên gọt bớt đi.
thì sẽ đỡ chọc vào, chẳng may mà chọc vào mắt chuột thì các thứ thì cũng hơi nguy hiểm. Vừa rồi. Đó. Đây là thành quả khi sau khi lắp xong. Và như các bạn đã nhìn thấy thì cái tổng cái hộp và cái nắp và cái lưới này nó chỉ hết chưa đến 100.000. Có thể mua, có thể nuôi được một được 3 cái. Nhưng mà đấy là mình nuôi gọi là mình nuôi làm trại thôi. Còn nếu mà các bạn nuôi làm cảnh mà để chơi cùng ấy thì các bạn nên chuẩn bị cho một cái hộp to hơn hoặc là cái chuồng lưới cao cao một chút. Như mình đã nói ở clip trước. Đây là cho những các bạn làm ở nhà không có diện tích. Và nuôi kiểu này sẽ rất là tiết kiệm luôn, các bạn nhìn thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho... anh ơi, không được nỗi cho bình bi à? Đấy nha, bình bi à. Vẫn thiếu bình bi à? Đây các bạn thấy nhìn gì như đấy là cái bình bi. Bình bi này là 120ml này. Các bạn có thể mua ở các cái hàng bán đồ cho chuột hamster các thứ thì cái này chỉ mấy chục thôi. Còn nếu mà làm dàn như rách rách như mình ấy thì mình sau này mình sẽ dùng cái bình bi cho thỏ rồi mình sẽ làm kiểu khác. Rồi lúc ấy mình sẽ quay clip cho bạn xem sau. Và cái này các bạn nhìn thấy cái bình bi này đầu nó cũng khá là to này. Với cái lưới này thì nó sẽ không vừa. Không vừa đâu. Đây này, chọc mãi không được này. Lỗ bé quá, chọc mãi không được. Cái này to. Rồi thì các bạn có thể sẽ khoét một cái lỗ này. Rồi. Được một cái lỗ nha. Và bây giờ các bạn có thể cho mình đi vào được rồi. Ngu dở, đào kia rồi làm à? À, ông chỉ quay thôi đấy, để nói. Đây, sau đây là cái chuồng sau khi mình đã đóng xong rồi, đóng xong nắp rồi thì nó sẽ như thế này. Chung là chi phí thì rất là rẻ, làm rất đơn giản nên các bạn có thể tự làm được. Và ở đây thì mình có xem nào, cái con chuột này. Con này chưa mở mắt này, bên này con này to rồi mà chưa mở mắt. Con này hơi mở mắt, mắt tí hí này. Quay lại xem. Dạ. Con này mở mắt này to rồi này. Bằng sai đúng không? Ừ. Cùng đàn nhưng con này thì chắc là bú được nhiều hơn. Đối với bạn nào chưa biết ấy, thì rác tuổi thọ vòng đời khoảng tầm 2-3 năm. Nói chung khá là ngắn. Nhưng mà bọn này thì sinh sản cực kỳ nhanh. Đây là bọn này đã khoảng tầm 3-4 tuần, 3 tuần gì đấy hiện tại. Thì bọn rat này tầm 4 tuần là bắt đầu mở mắt và có thể chạy nhảy tự ăn được, có thể xuất chuồng được. Thì các bạn có thể mua tầm mấy tuần, cái con mà từ mấy tuần tuổi phải nuôi được thì sẽ cuốn người. Và khi đến bắt đầu đến 2 tháng tuổi thì rat nó sẽ bắt đầu có khả năng sinh sản được, có nghĩa là là đến tuổi trưởng thành ấy, là động dục rồi ấy. Cũng như khoảng tầm 13, tầm mười mấy tuổi của mình ấy. Cho nên rat nó sinh sản rất là nhanh. Nhưng mà khi 2 tháng tuổi ấy, thì các bạn tốt nhất là không nên cho nó đẻ. Sau khoảng tầm 10 tuần tuổi thì đây là 2 tháng rưỡi đi, thì cho đẻ thì có khả năng là sẽ vừa hơn. Vì 2 tháng tuổi thì nó vẫn hơi bé. Đó, vừa xong thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái chuồng để nuôi rat. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Và mình sẽ làm review về các con khác và hướng dẫn nuôi setup chuồng cho các con khác ở trong những clip sau. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Tạm biệt. Xin chào.